Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại nhà của chúng tôi. Và hy vọng là những video sau đây của chúng tôi sẽ thật là hữu ích dành cho tất cả các bạn. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục của ngày hôm nay nhé. Cách chữa rụng tóc, hói tóc kích thích tóc mọc nhanh đơn giản ngay tại nhà. Mái tóc là trang sức cực kỳ quý giá bởi nó làm gia tăng sự khả ái cho khuôn mặt và giúp chúng ta trông đẹp hơn. Sẽ chẳng ai có thể hiểu rõ cảm giác tiếc nuối khi dọn dẹp những sợi tóc rụng dưới sàn nhà bằng phụ nữ. Vì vậy, nhu cầu tìm mua các sản phẩm dầu gội, dịch vụ điều trị rụng tóc dường như luôn là ưu tiên hàng đầu của nhiều chị em. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ kinh tế để chi trả cho các sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền. Vậy nên hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách trị rụng tóc ngay tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên, rất rẻ tiền mà lại hiệu quả. Các bạn cùng bắt đầu tham khảo nhé! Để thực hiện được phương pháp này thì bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau đây. Nguyên liệu thứ nhất là một nắm lá khế chua. Bạn nhớ là sử dụng lá khế chua nhé. Nguyên liệu thứ hai là muối trắng. Đây là hai nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Cách các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên, với lá khế thì bạn hãy tuốt lấy phần lá và mang đi ngâm rồi rửa sạch cho mình. Đây là lá khế sau khi mình đã rửa sạch. Bây giờ mình sẽ cho lá khế này vào cối xay sinh tố. Bạn cho thêm vào cối này một chút nước lọc. Giờ mình sẽ đem nó đi xay nhuyễn. Vậy là mình đã xay xong rồi đây. Bây giờ mình sẽ lọc lấy phần nước cốt của lá khế. Đây là phần nước mà mình thu được. Mình sẽ vớt bớt bọt của nó đi. Sau đó mình sẽ cho vào bát này một chút muối trắng. Tiếp đó bạn khuấy đều để cho muối tan hết vào với nước. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần cho cách trị rụng tóc tại nhà này. Cách các bạn sử dụng như sau. Trước tiên bạn hãy làm ướt mái tóc của mình. Sau đó bạn lau tóc hơi khô đi, tức là chỉ để còn ẩm ẩm thôi. Tiếp theo bạn dùng một miếng bông gòn thấm nước hỗn hợp của chúng ta vừa làm. Sau đó thì thấm bông gòn lên trên mái tóc. Bạn cứ thấm như vậy cho đến khi toàn bộ mái tóc của chúng ta được ngấm toàn bộ lượng nước này, từ chân tóc đến ngọn tóc. Và đặc biệt bạn cần thấm nhiều hơn ở phần chân tóc. Sau khi thấm một lượt xong rồi thì bạn thư giãn khoảng 15 phút, để khi tóc khô thì chúng ta tiếp tục thấm thêm lần nữa. Sau khi thấm 2 lần thì bạn hãy ủ tóc với nước này khoảng 15 đến 20 phút. Với phần nước còn lại thì bạn hãy pha loãng và dùng để gội đầu. Khi bạn gội đầu bằng nước lá khế và muối thì bạn không cần phải gội lại bằng nước khác nữa đâu. Đối với phương pháp này thì cách một ngày bạn gội một lần. Và các bạn biết không, chỉ sau 3 lần áp dụng thôi thì mình tin chắc rằng tình trạng rụng tóc của các bạn sẽ giảm đi trông thấy. Hy vọng rằng với cách trị rụng tóc tại nhà mà mình vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp cho các bạn có một mái tóc mượt, dài và đen óng ả. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp.